Xin chào cả nhà, shop em vừa mới về một cái mẫu đầm xòe cũng rất là dễ thương đây các chị. Mẫu em đang mặc trên người thì chỉ có một màu thôi, là màu xanh đen phối với lại hoa màu trắng rất là xinh nha. Và chất liệu của nó là bằng vải vôn lụa nha các chị, mặc cực kỳ mát và không hề bị nhăn luôn. Và thiết kế của cái đầm này là đầm tầng nè, các chị có thể thấy được nó có 3 tầng. Ở những chị nào mà có bụng thì mình mặc nó sẽ che được bụng cho các chị luôn. Và bên cạnh đó những chị nào mà có cái vòng eo á, vòng eo mình hơi tròn đúng không, thì mình mặc cái mẫu này phần dưới nó xòe thì nó tạo cảm giác cho cái vòng eo của mình nó nhỏ lại. Còn chị nào mà vòng eo quá nhỏ rồi mặc có bị rộng không thì sẽ có cái thắt lưng. Đấy các chị thấy không, có một cái thắt lưng nè, rồi mình sẽ thắt lại, thắt xiết lại và là vừa cái vòng eo của mình thôi. Như em thì em mặc nó hơi rộng thì em cột chặt lại. Các chị có thể thắt cái nờ phía trước hoặc là phía sau, bên hông thì tùy ý các chị nha. Cái này nó có tay nữa, các chị mặc vô thì nó sẽ che được khuyết điểm là cái bắp tay bự nè. Những chị nào mặc cái vai ngang hoặc là có cái bắp tay á thì mình mặc vô nó sẽ rất là gọn. Lại gần cho các chị coi ha, chất liệu của nó là bằng vải von nha các chị. Đó, có 3 tầng nè, thiết kế nè, các chị thấy hoa văn không, rất là xinh nha. Rồi dễ thương lắm các chị. Các chị nào mặc khoảng 55kg đổ lại và tùy theo cái chiều cao, các chị ưng cái mẫu này thì gửi mã sản phẩm cho em có để ngay ở dưới màn hình, còn với cái số điện thoại để em chốt đơn nha. Rồi cảm ơn các chị rất là nhiều.